Nhất Toki xin chào anh chị, và hôm nay thì em đặc biệt giới thiệu cho anh chị mình một cặp bình hồ lô hút lộc tụ tài, một cặp bình trưng bày sưu tầm gốm sứ Nhật Bản. Đây là dòng gốm Mokubei nha, và hoa văn trên Mokubei thì đã thể là quá quen thuộc với anh chị rồi. Những cái nét vẽ màu xanh, vẽ người, và đặc biệt hơn trên chiếc bình này đó chính là nét vẽ voi và vẽ cá tôm nha cả nhà. Thì đây, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng lại tổng quan của chiếc bình này luôn nha. Và chắc là bây giờ thì em sẽ đi ngay cận cảnh của chiều cao luôn. Với chiều cao của những chiếc cặp bình này thì lên tới khoảng 38 nhá cả nhà, 38 phân, rất là đẹp. Còn em cũng sẵn tiện xin được phép đo luôn vòng bụng để anh chị có cái nhìn tổng quan nhất về những chiếc bình này. Vòng bụng thì rơi vào khoảng chừng là 67-68 phân nhá cả nhà. Đây, mọi người cùng chiêm ngưỡng nhá. Thật là may mắn khi mà em lại có cơ hội mà sưu tầm được một cặp để làm sao mà để trưng bày là nó tương đồng nhất nhá cả nhà. Đây, cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhá. Chắc bây giờ em cũng xin phép được quay cận cảnh luôn nhá. Trước tiên thì chiếc hồ lô này thì nó là dáng tròn thì cũng không đúng là dáng tròn, bởi vì nó chỉ là một dáng hồ lô. Sau đó thì ở trên cái bình này thì sẽ tạo thành các khía nhá cả nhà. Sẽ có tổng cộng là 3 khía xuống như thế này, anh chị có thể thấy cái phần miệng này cả nhà. Rồi, nó cũng được làm rất là thủ công. Trước tiên là trên phần cổ thì sẽ được vẽ những cái nét màu xanh, vẽ màu rất là đẹp nha, men chồng lên men. Và cái nghệ thuật vẽ của Mokubei thì cũng rất là đặc trưng ở những cái nét vẽ màu xanh và màu vàng nha cả nhà, và cái nền màu đỏ nữa. Rồi ở trên đây thì cũng vẽ sẽ những con cá tôm này, rồi tiếp theo là một chú voi có người ngồi lên trên nha, cũng rất là đặc biệt nha. Đây, truyện ký bên dưới của chiếc bình này. Đấy, tương tự như thế thì chiếc bình bên này cũng vậy nha, với những cái nét vẽ xanh, đỏ, vàng này, và những cái loài động vật ở trên đây nữa cả nhà. Bên dưới thì truyện ký đây nha cả nhà, cũng rất là đặc biệt. Hôm nay có cơ hội sưu tầm được một cặp để giới thiệu cho cả nhà, và cũng rất là mong muốn để được cùng anh chị giao lưu và chia sẻ sưu tầm những mặt hàng gốm sứ Nhật Bản. Nên là anh chị mà mong muốn kết nối với gốm Nhật Toki thì có thể liên hệ qua Zalo nha cả nhà, 0901112334. Em vừa đọc số để anh chị có thể kết nối. Và rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi phần giới thiệu về cặp bình Kutani Mokubei này. Và một lần nữa thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.